cái này đạp đạp nó xuống để máy quay thấy người nhé. Ok, phát cứ phát thẳng bên này này, phát ra theo bờ tường này trước, cứ phát đến tường đấy rồi mới phát ra bên này.
Của cô đấy. Sao chú vào trong nhà đấy? Ăn. Hả? Phát xong nóng quá, khát nước và uống nước, ngồi uống nước đi. Để vấn đề điện thoại ngoài mà. Đấy. Quay từ ngoài vào mới thấy được người cơ. Quay ngoài đấy làm gì? Canh điện thoại này đi uống nước mày. Điện thoại còn nóng, sang điện thoại kia chưa? Thoại kia đây mày. Chuyển chưa? Chuyển xong rồi. Quay mà chân quay bị gãy rồi, em quay cái mé này. Quay nào chân cú ấy. Đâu anh sang mà xem. Chịu. Xong cái video lúc sáng bị gãy này. Mới đi đâu túi quà. Thank you.
chuyển chưa? Chuyển video chưa? Chuyển video gì? Chuyển video sang nè. Ờ, xong rồi. Chuyển tháo chưa? Đạt rồi, quên mất anh không đạt đi. Đạt đi. 69%. Còn đây phải kiếm sạc đầy rồi. Phải này mình. Cái iPhone sao? iPhone đầy rồi. Còn mất. Video này đến đây kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video khác anh em. Xin chào.